Cô xin chào các em học sinh thân mến. Rất vui khi được gặp lại các em trong tiết học ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu một tiết tập làm văn. Đó là tiết luyện nói, kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm. Và trước khi vào bài học thì cô có tổ chức cho các em chơi một trò chơi nhỏ. Và cô hy vọng sau cái trò chơi này sẽ cho chúng ta những cái kiến thức bổ ích để tiết học chúng ta đạt kết quả tốt nhất các em nha. Trò chơi của cô mang tên Ai nhanh hơn ai? Và trò chơi này thì cô bao gồm có 10 câu hỏi. Và các em hãy nhanh tay để trả lời những câu hỏi này nha. Chúng ta sẽ vào câu hỏi đầu tiên. Trong văn tự sự, người ta thường kể theo mấy ngôi kể? Đó là những ngôi kể nào? Chúng ta sẽ có đáp án. Văn tự sự thì chúng ta có hai ngôi kể. Đó là ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba. Câu thứ hai, câu hỏi đưa ra. Khi đọc văn bản, dấu hiệu nào khiến em biết văn bản kể theo ngôi thứ nhất? Đó là người kể xưng tôi, kể những gì mình nghe thấy, trải qua, trực tiếp nói ra cảm xúc, suy nghĩ của mình. Câu hỏi này khá là dễ và cô tin chắc có rất nhiều bạn trả lời đúng ạ. Chúng ta sẽ chuyển qua câu thứ ba nha. Khi đọc văn bản, dấu hiệu nào khiến em biết văn bản kể theo ngôi thứ ba? Thì đó chính là kể theo ngôi thứ ba, tức là người kể giấu mình đi, gọi tên nhân vật bằng chính tên nhân vật. Câu hỏi thứ tư, nêu ngắn gọn tác dụng khi kể theo ngôi thứ ba. Cái này chúng ta đã học rồi. Thì khi chúng ta kể theo ngôi thứ ba, người kể được quan sát, được nhận xét, được đánh giá toàn bộ về nhân vật. Câu hỏi tiếp theo nào. Câu hỏi có nội dung như sau, nêu ngắn gọn ưu điểm khi kể theo ngôi thứ nhất. Thì chúng ta thấy được kể theo ngôi thứ nhất thì ưu điểm là làm cho lời kể thân mật, gần gũi, mang màu sắc, cảm xúc cá nhân. Một câu hỏi nữa, kể tên một số văn bản em học được kể theo ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba. Chúng ta được học ở lớp 6, lớp 7 rồi thì những tuần đầu của chương trình lớp 8 có rất là nhiều văn bản thì chúng ta có thể kể ra một số văn bản kể theo ngôi thứ nhất. Ví dụ như văn bản nào đây ạ? Tôi đi học, chúng ta vừa học lớp 8 này. Rồi nhân vật kể câu chuyện kể theo ngôi thứ ba, giống như nhân vật chị dậu trong tác phẩm Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, đúng không ạ? Tại sao người ta phải thay đổi ngôi kể? Chúng ta thay đổi ngôi kể để thay đổi điểm nhìn với nhân vật và sự việc. Khi thay đổi ngôi kể cần chú ý điều gì? Vậy những nhiều chi tiết phải thay đổi để phù hợp với ngôi kể. Tức là chúng ta thay đổi ngôi kể thì phải thay đổi, phải căn cứ phù hợp với chi tiết. Trước khi nói em cần làm những gì? Thì rõ ràng trước khi nói thì chúng ta cần phải chuẩn bị để bài nói cho chu đáo, nắm được kỹ thuật nói để cho bài nói của chúng ta đạt kết quả tốt nhất. Vậy thì việc luyện nói có ý nghĩa như thế nào các em? Rõ ràng việc luyện nói của chúng ta cũng giúp chúng ta có thể rèn kỹ năng nói, giúp tự tin hơn trong giao tiếp và cuộc sống. Thì vừa 10 câu hỏi vừa rồi cô hy vọng là đã giúp các em có những kiến thức, tái hiện lại những kiến thức về ngôi kể và tác dụng của ngôi kể. Cái này chúng ta đã học ở trong các chương trình ngữ văn lớp trước rồi, lớp 6 chúng ta đã học về các ngôi kể rồi, đúng không ạ? Và trong tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu, chúng ta sẽ thực hiện một tiết luyện nói kể chuyện theo ngôi kể, và đặc biệt là chúng ta phải có sự kết hợp giữa kể, tức là chúng ta đang thực hiện yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu trong vòng 2 tiết các em nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào phần chuẩn bị. Và ở đây thì trong sách giáo khoa trang 110 cũng đã đưa ra một cái đề bài rất là rõ cho chúng ta. Em hãy kể lại đoạn chuyện chị dậu sắm mặt lại. Hắn bị chị này túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhau ra thềm theo lời của chị dậu ngôi thứ nhất. Và trong sách giáo khoa trang 110 cũng đã có trích cái đoạn trích này. Trước khi chúng ta làm bài này thì cô sẽ đọc cái đoạn trích trong sách giáo khoa. Đọc đoạn trích sau và kể lại theo lời của chị dậu ngôi thứ nhất. Chị dậu sắm mặt, vội vàng đặt con xuống đất,
chạy đến đỡ lấy tay hắn. Cháu Văn ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho. Tha này, tha này. Vừa nói hắn vừa bịch lươn vào ngực chị Dậu mấy bịch, rồi lại sấn đến để chói anh Dậu. Hình như tức quá không thể chịu được, chị Dậu liền mạng cự lại. Chồng tôi đâu ốm, ông không được phép hành hạ. Cai lại tát vào mặt chị một cái đánh bốc, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu. Chị Dậu nghiến hai hàm răng. Mày tránh ngay chồng bà đi, bà cho mày xem. Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức sâu đẻ của người đàn bà lực điền. Hắn ngã chỏng queo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét chói vợ chồng kẻ thiếu siêu. Người nhà Lý Trường sấn sổ bước đến giơ gậy trực đánh chị Dậu. Nhanh như cắt, chị Dậu nắm ngay được gậy của hắn. Hai người giằng co nhau, đu đẩy nhau, rồi ai nấy đều buông gậy ra áp vào vật nhau. Hai đứa trẻ con đều khóc om sòm. Kết cục anh chàng hậu cần ông Lý yêu hơn chị chàng con mọn. Hắn bị chị này túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thêm. Chích tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố. Vậy thì trước khi chúng ta thực hiện tiết luyện nói thì chúng ta cũng tìm hiểu về cái đề này, đề bài này đã. Đầu tiên thì các bạn thấy câu chuyện này yêu cầu chúng ta phải kể lại sự việc chị Dậu đánh nhau với Cai Lệ và người nhà Lý Trượng bằng vai kể của chị Dậu. Tức là chúng ta sẽ hóa thân vào vai chị Dậu để chúng ta kể, đúng không ạ? Vậy thì muốn kể lại đoạn trích này bằng vai kể của chị Dậu thì em phải làm gì? À, rõ ràng đây chúng ta phải làm sao á? Nắm được các nội dung. Thứ nhất là sự việc trong câu chuyện này là gì? Nhân vật chính là ai? Và ngôi kể trong đoạn văn này chúng ta sẽ kể theo ngôi từ mấy? Và đồng thời chúng ta cũng phải xác định những câu được rằng các yếu tố biểu cảm nổi bật trong đoạn văn, xác định các yếu tố miêu tả và nêu tác dụng của chúng. Sau đó thì chúng ta sẽ đóng vai chị Dậu để kể lại câu chuyện theo ngôi thứ nhất, đúng không ạ? Vậy thì đầu tiên cô sẽ yêu cầu các bạn thực hiện nhóm. Nhóm 1 sẽ thực hiện yêu cầu đầu tiên, nhóm 2 tương ứng với yêu cầu thứ hai, nhóm 3 yêu cầu 3 và nhóm 4 yêu cầu 4, được chưa ạ? À, nhóm 4 xin lỗi, chúng ta sẽ thực hiện 3 nhóm thôi. Còn nhóm yêu cầu 4 thì cả lớp chúng ta sẽ cùng làm. Đầu tiên thì chúng ta có thể xác định được sự việc và nhân vật chính ngôi kể trong đoạn văn. Tức là trong đoạn văn của tác giả Ngô Tất Tố thì tác giả đang kể theo ngôi thứ 3, đúng không? Nhân vật chính là chị Dậu. Và cái đoạn trích đó kể về cuộc đối đầu giữa những kẻ đi thúc siêu với người xin phát siêu, cụ thể là giữa tên Cai Lệ với chị Dậu. Trong đoạn này thì tác giả Ngô Tất Tố cũng sử dụng khá là nhiều yếu tố biểu cảm, cụ thể được thể hiện qua những từ ngữ van xin, nín nhịn, cháu van ông, cháu xin ông, thì đó là những từ ngữ thể hiện cái sắc thái, cái thái độ của chị Dậu. Và khi mà chị Dậu bị ức hiếp, bị phẫn nộ thì chồng tôi đau ốm, tức là chị Dậu đã sự thay đổi về cách xưng hô, ban đầu là cháu thì bây giờ là tôi. Và đặc biệt khi mà bị đẩy, bị áp bức đến mức đường cùng thì chị Dậu đã vùng lên: mày chối chồng mà đi và cho mày xem. Tức là đã xưng hô trở thành mày, đúng không ạ? Thì đó là yếu tố biểu cảm. Ngoài yếu tố biểu cảm ra thì trong đoạn văn này nhà văn Ngô Tất Tố cũng sử dụng khá là nhiều chi tiết miêu tả. Đó là một số yếu tố được thể hiện qua những từ ngữ sau: chị Dậu xám mặt, sức lẻo khẻo của anh chàng nghiện không bằng sức người đàn bà lực điền, ở ngã chồng quèo, nhăm nhảm thét, anh chàng hậu cần ông Lý, chị chàng con mọn ngã nhào ra thềm. Tức là những chi tiết này là những chi tiết có yếu tố miêu tả về sắc mặt, rồi thì miêu tả về hành động. Và tác dụng của những yếu tố miêu tả này để làm gì? Và ở đây thì tác giả Ngô Tất Tố đã sử dụng những yếu tố miêu tả để góp phần làm nổi bật sức mạnh của lòng căm thù đã khiến người đàn bà lực điền chiến thắng anh chàng nghiện, và chị chàng con mọn chiến thắng anh chàng hậu cần. Tức là một người đàn bà nhưng với sự căm hận, căm thù thì cái sức mạnh nó đã trào dậy lên, đã trỗi dậy lên để mà phản kháng lại. Rồi, thì chúng ta vừa tìm hiểu những cái chi tiết, những cái sự việc ở trong câu chuyện, và chúng ta thấy được rằng yêu cầu của chúng ta lúc này là chúng ta sẽ phải đóng vai chị Dậu để mà kể lại cái sự việc, đúng không? Và khi chúng ta đóng vai chị Dậu thì đóng vai chị Dậu kể lại câu chuyện theo ngôi thứ nhất, tức là chúng ta đã hòa mình vào nhân vật chị Dậu và sẽ xưng hô là tôi, đúng không ạ? Chú ý cho cô, khi các bạn đóng vai thì các bạn phải nhớ ngôi kể, lời kể, tức là chúng ta sẽ xưng hô là tôi. Yếu tố miêu tả và yếu tố biểu cảm mà chúng ta vừa tìm hiểu ở phần 1 thì các bạn vẫn phải đưa vào trong cái đoạn văn của chúng ta khi chúng ta đóng vai. Chúng ta chỉ thay đổi về cách xưng hô mà thôi. Còn cái sự việc của câu chuyện rồi thì yếu tố miêu tả và yếu tố biểu cảm thì chúng ta giữ nguyên như cô. Và các bạn sẽ có một thời gian
để chúng ta suy nghĩ. Chúng ta sẽ thực hiện tiết luyện nói này. Và các bạn lưu ý cho cô, khi mà các bạn thực hiện tiết luyện nói, tức là các bạn sẽ sử dụng ngôn ngữ nói, ngôn ngữ giao tiếp để mà trình bày. Vậy thì khi nói các bạn cần phải nhớ điều gì? Thứ nhất là các bạn cần phải chuẩn bị nội dung chu đáo. Các bạn cần phải chuẩn bị nội dung nói chu đáo, bởi vì sao? Nếu như các bạn không có sự chuẩn bị bài cẩn thận, không có sự chuẩn bị bài kỹ thì khi nói các bạn sẽ bị vấp, vì các bạn không nắm được nó, các bạn không nhớ rõ. Đó bắt buộc các bạn phải chuẩn bị nội dung một cách chu đáo. Cái thứ hai, khi nói các bạn cần phải nói chậm rãi, rõ ràng, bình tĩnh, tự tin, nhìn vào những người nghe mình mà nói, không nhìn lảng tránh, nhìn đối diện trực diện vào các bạn. Nha các bạn nha, mình nói một cách rất là chậm rãi thôi, nói rõ ràng để các bạn cùng nhau có thể lắng nghe. Để người nghe nhớ điều mình nói thì các bạn cần nói có ngữ điệu, có cảm xúc, nhấn mạnh những chỗ cần thiết. Ví dụ một chỗ chi tiết mà chị dở van xin á, tôi van ông, tôi xin ông, ví dụ như vậy. Hay là chi tiết vùng dậy thì các bạn đọc với cái giọng mà nhấn mạnh nó. Câu từ khi mà các bạn diễn đạt thì nó phải dễ hiểu, không được khoa trương. Thì đó là những cái yêu cầu mà khi các bạn thực hiện cái tiết luyện nói này. Các bạn sẽ có thời gian suy nghĩ trong vòng 10 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ nói trên lớp nha các bạn nha. Đầu tiên các bạn hãy nói trước nhóm của mình đi đã. Mỗi nhóm sẽ có 10 bạn. Và cô chia nhỏ đi. Cô chia nhỏ mỗi lớp chúng ta sẽ có 4 nhóm. 4 nhóm thì là mỗi nhóm có 10 bạn. Và các bạn sẽ nói cho nhau nghe. Chị ạ, bạn A nói cho bạn B, bạn B nói cho bạn A nghe. Rồi ngược lại như vậy, bạn C nói cho bạn D, bạn D nói cho bạn C nghe. Tức là các bạn sẽ nói cho nhau nghe. Sau khi các bạn nói trước nhóm rồi thì cô sẽ mời các bạn trình bày thể hiện trước lớp nha các bạn nha. Và trên đây cô có một cái đoạn văn mẫu. Khi mà cô đã đóng vai nhân vật, đã kể là câu chuyện theo ngôn thứ nhất, đó là đóng vai nhân vật chị Rộng. Các bạn chú ý lắng nghe. Tôi tái sắm mặt, vội vàng đặt con bé xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay người nhà lý trưởng và bác xin. Cháu Văn Nông, nhà cháu vừa mới tỉnh đường một lúc, ông tha cho. Tha này, vừa nói, hắn vừa bịch luôn vào ngực tôi mấy bịch, rồi lại sấn đến để trói chồng tôi. Lúc ấy hình như tức quá, không thể chịu được, tôi liều mạng cự lại. Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ. Cái lệ tát vào mặt tôi một cái đánh bốc, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh chồng tôi. Tôi nghiến hai hàm răng, mày chói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem. Rồi tôi túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻ khẹp của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức sâu đẩy của tôi, nên hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, trong khi miệng vẫn cứ nham nhảm thét chói vợ chồng tôi. Ở đây các bạn thấy không ạ, cô đã xưng hô là tôi, tức là đã chuyển từ ngôi thứ ba sang ngôi kẻ thứ nhất. Dạ, bây giờ các bạn sẽ suy nghĩ và sau đó sẽ trình bày nha các bạn nha. Thì đây là phần lý thuyết mà cô hướng dẫn các bạn thực hiện tiết luyện nói trên lớp. Thì các bạn sẽ thực hiện nói trước các bạn. Và trong tiết học sau thì chúng ta sẽ thực hiện một cái tiết tập làm văn. Đó là tiết nói quá, yêu cầu của cô về nhà. Về nhà các bạn một lần nữa các bạn tự nói, tự luyện nói nha các bạn nha. Để rèn kỹ năng nói của mình, kỹ năng giao tiếp của mình. Cái thứ hai là các bạn sẽ đọc bài và chuẩn bị bài tiết tiếng Việt nói quá giúp cô. Tiết học của cô đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau nha.